Thưa quý vị, nếu như trước kia trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn hữu cơ không dễ tìm nơi tiêu thụ, phải bán với giá thấp thì nay rất nhiều nông dân đã có thể làm giàu từ mô hình này. Trong phóng sự sau, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Nguyễn Việt Hùng ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Sau 4 năm theo đuổi trồng rau theo hướng an toàn thì đến nay, anh Hùng đã thu về được hàng tỷ đồng. Không dùng thuốc trừ cỏ, mỗi ngày có khoảng 10 công nhân trong nông trại đều đi nhổ cỏ bằng tay như thế này. Theo anh Hùng, dù tốn chi phí thuê nhân công, nhưng đây là cách duy nhất để loại trừ cỏ mà vẫn bảo vệ môi trường sinh thái. Người ta nói là cỏ dại thôi, nhưng bản chất của cây cỏ là nó có tác dụng của cỏ. Mình quản lý cỏ tốt thì cái cỏ nó ăn những chất ở trong đất, hữu cơ hoặc là những chất trong đất, thì khi mình cắt cỏ mình ủ trở lại thì nó trả lại đất đúng như thế luôn. Sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, đó chính là bí quyết quan trọng nhất trong canh tác hữu cơ của anh Hùng. Tại trang trại, đất trồng và nguồn nước đều được kiểm soát chặt chẽ. Thì quy trình để cấp được vùng rau an toàn thì có kiểm tra mẫu đất và mẫu nước. Sau đấy chúng tôi cũng tiến hành làm việt gáp, thì cũng đã có giấy chứng nhận việt gáp. Thì bên phía việt gáp họ cũng kiểm tra mẫu đất và mẫu nước và họ cũng kiểm tra định kỳ. Trung bình mỗi ngày, anh Hùng xuất bán ra thị trường từ 2 đến 3 tạ rau ăn lá như rau cải, mùng tơi, rau ngót. Bên cạnh đó là các sản phẩm củ quả như dưa chuột, cà chua, đậu đỗ. 100% sản phẩm cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị và hệ thống trường học trên địa bàn. Đã làm việc và xem cái quy trình sản xuất ở Farm Anh Hùng thì tôi cảm thấy là ở đây có cái quy trình đảm bảo được chất lượng. Nếu mà trồng ở nhà màng, một vụ rau có thể thu bình quân được từ 12 đến 15 tấn. Với giá bán hiện nay vào hệ thống siêu thị thì chúng tôi đang bán giá bình quân là 15.000 đồng một cân. Vào những rau vào trái vụ thì giá nó cao hơn, hoặc vào những mùa mưa bão thì giá rau rất cao. Thì cái giá thu nhập bình quân trên 1 hecta rau mà một năm thu cũng vài trăm triệu đồng. Cùng không đủ cầu, thời gian tới anh Hùng dự định sẽ tiếp tục phát triển thêm diện tích đất trồng rau và đầu tư thêm nhà màng, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất. Mô hình này không những mang lại nguồn sản phẩm xanh. Đây là hình ảnh cánh đồng thôn Bản Lằng, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên một năm về trước. Và vẫn cánh đồng ấy, ngày hôm nay đã mướt xanh với ngô lúa, với hoa màu. Những trần ruộng sau khi cải tạo vẫn không thể trồng được lúa. Nông dân chuyển sang trồng cây dâu tằm, sản xuất nông nghiệp dần khôi phục. Trận lý lịch sử đi qua thì tàn phá hết ruộng và tài sản của dân chúng tôi hết. Bây giờ thì không đã lấy máy xúc về khôi phục ruộng không làm được, nhưng mà thấy đảng và nhà nước bảo khuyến khích nhân dân chúng tôi, bảo chúng tôi làm trồng dâu nuôi tằm thì chúng tôi đã làm củng cố làm cái ruộng để trồng dâu nuôi tằm. Một năm trôi qua, dấu vết tàn phá của thiên nhiên vẫn còn in hẳn nơi đây. Không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, người dân Nghĩa Đô vẫn năng động trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện cuộc sống. Họ đã chủ động tìm tòi, thử nghiệm trồng sen lạc trên ruộng dâu. Kết quả đã có thêm một vụ màu trước khi dâu cho hái lá, thêm thu nhập. Bây giờ trồng lạc vào để xen canh cây dâu để cải tạo đất. Lúc mình thu lạc thì lá của cây lạc mình bỏ vào gốc dâu để cải tạo đất làm phân ạ. Một năm khôi phục sau thiên tai, đổ bao mồ hôi công sức, kinh tế hộ và cơ sở hạ tầng vùng thiệt hại lũ Nghĩa Đô đã dần hồi phục. Hiện nay mà nhân dân cũng đã chuyển đổi từ cây trồng, chỗ nào có nước thì bà con thì trồng lúa, thế còn những cái chỗ mà không có nước, bà con thì chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm, hai nữa là trồng cây ngô, ba là lạc, đậu. Thế thì có cái hiệu quả như hôm nay thì bởi vì bà con thì tự chủ động là chính, bà con cũng không trông chờ vào cái sự hỗ trợ của nhà nước. Đấy là bà con tự làm mà thấy hiệu quả thì bà con vận động nhau cùng nhau tham gia để mà làm phát triển kinh tế để nâng cao cái đời sống thì có tăng thêm thu nhập. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm hướng đi mới, vùng lũ xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang hồi sinh từng ngày.